Chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đến với video tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Đoàn. Chủ đề trong video này chúng ta sẽ cùng chia sẻ về nội dung là so sánh về bất động sản view home hay còn gọi là công nghiệp sạch và bất động sản công nghiệp hiện nay đang là phát triển và cái nhu cầu của các nhà đầu tư rất là lớn, ngày một tăng cao ở hai loại hình phân khúc này. Trong thời gian vừa qua, từ năm 2020 cho đến đầu năm 2021, trong cái thời điểm này chúng ta nhận thấy rằng bất động sản công nghiệp không chỉ phát triển hiện nay ở Bình Phước mà những tỉnh thành khác như là ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đã là một cái minh chứng rất là rõ để cho các nhà đầu tư làm căn cứ, làm nền tảng để họ đầu tư ở những khu vực khác một cách mạnh bạo hơn, đúng không ạ? Tự tin hơn, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái phân khúc tạo điều kiện cho những người dân, đúng không ạ? Những người lao động họ an sinh xã hội và các nhà đầu tư có cơ hội nhân nhiều lần cái số tài sản của mình trong một thời gian ngắn. Và trong những ngày vừa qua, cùng với cái phân khúc bất động sản công nghiệp, có một số chỗ nó đang là vướng vào những cái vấn đề như là giá cả nó bị cao hoặc là cái nhu cầu tìm kiếm nó hầu như nó chỉ chiếm một cái con số nhất định, và cái phân khúc những nhà đầu tư, hầu như những phân khúc nhà đầu tư lớn đã chạy sang những cái loại hình bất động sản khác, như có thể là bất động sản view home. Thì hiện nay bất động sản view home cũng là một trong những cái phân khúc được nhiều nhà đầu tư săn đón và để ý đến trong thời gian vừa qua. Đặc biệt ở Bình Phước ấy, thì với cái số lượng hồ khá là nhiều và cái view cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Cùng với đó là những cái vườn điều, vườn cao su rất là hoang sơ như vậy, thì chắc chắn cái chi phí hiện nay để đầu tư cũng như để sở hữu một cái bất động sản view hướng là thiên nhiên đẹp như vậy nó sẽ dễ dàng hơn với những cái phân khúc, với những cái khu vực khác như là Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là Nha Trang, đúng không ạ? Tuy nhiên đây cũng chính là những cái yếu tố để cho chúng ta quyết định xem là mình nên lựa chọn cái phân khúc bất động sản nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một số các cái yếu tố để chị chúng ta sẽ dễ dàng so sánh giữa hai loại phân khúc này, để làm sao chị chúng ta tránh gặp phải các cái rủi ro như là bị chôn vốn anh chị nhá, hoặc là cái kênh đầu tư đấy của anh chị nó tiềm năng tăng giá không là tốt. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung sau đây tôi chia sẻ nó hữu ích thì giúp tôi chia sẻ cho người khác, và đừng quên nhấn vào nút like, ấn nút đăng ký kênh để lần sau khi tôi vừa phát video anh chị chúng ta sẽ được nhận thông báo từ YouTube. Cái sự so sánh đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm ở đây đó chính là cái tính thanh khoản. Đây là một trong những cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm, đúng không? Trước khi ký hợp đồng cọc thì chúng ta cũng tự hỏi mình xem là bất động sản này liệu có bán được hay không. Đấy, kể cả bất động sản view home hoặc là công nghiệp đều như vậy, đúng không? Đấy, đây là cái nỗi lo chung của tất cả anh chị chúng ta, đúng không ạ? Và với bất động sản view home thì hiện nay như chị thấy, nếu như chúng ta lựa chọn cho mình một cái bất động sản view home để xây nhà hoặc là khai thác thương mại dịch vụ thì phần lớn cái diện tích của nó cũng khá là rộng, đúng không ạ? Nếu xây nhà thì tối thiểu cũng phải từ 1 đến 2 sào, đúng không ạ? 5 mét thì cũng xây nhà được. Tuy nhiên thì đã là nghỉ dưỡng thì nó phải rộng, đúng không ạ? Hoặc khai thác thương mại dịch vụ thì nó phải rộng thì mới hiệu quả, đúng không ạ? Chính vì vậy cái phân khúc này cần những nhà đầu tư có tâm, có tầm, có tài chính mạnh để họ khai thác những bất động sản view home này một cách triệt để và hiệu quả. Và tất nhiên với những người có tài chính 10 tỷ nó sẽ ít hơn với những người tài chính 1 tỷ, đúng không ạ? Và nó sẽ kém khách hơn một chút. Và hiện nay á, nếu tuy rằng cái tài chính thấp nhưng mà hiện nay cái với cái thời đại gọi là công nghiệp ô tô thì mọi người sẽ dễ dàng di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng để họ họ sử dụng những cái loại hình thương mại dịch vụ hoặc là nghỉ ngơi ở những dịp cuối tuần với một cái chi phí thấp, đúng không ạ? Bởi vì như anh chị được biết ấy, bất động sản ven biển hoặc là bất động sản nghỉ dưỡng thì nó sẽ có chi phí cao hơn với những bất động sản view home đang rất là hoang sơ hiện nay ở Bình Phước chúng ta, đúng không ạ?
những cái view hồ với những cái màu nước rất là trong xanh, đúng không ạ? Những cái làn sóng của hồ gợn nhỏ và những cái đồng cỏ xanh mướt sẽ là những cái không gian, những cái không khí mà ít nơi đâu chúng ta có thể nhìn thấy như ở Bình Phước đang có, đúng không ạ? Và đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay anh chị ạ đang là ngày một phát triển và đã tạo ra rất là nhiều triệu phú cũng như là đa triệu phú, và họ sẽ sẵn sàng chi ra từ vài tỷ cho đến vài chục tỷ để sở hữu cho mình một cái bất động sản có thể để nghỉ ngơi hoặc là khai thác trong thời gian lâu dài, hoặc có thể sử dụng để làm một cái ngôi nhà thứ hai. Nhưng mà nếu sự so sánh này thì tuy nhiên nó cũng ít hơn so với phân khúc bất động sản công nghiệp, nó cũng khá là thấp. Và yếu tố nữa, như chị được biết thì thời gian vừa qua sau khi chúng ta trải qua cái đợt dịch Covid vừa rồi ấy, thì cái nhu cầu sở hữu những bất động sản nghỉ dưỡng hay còn gọi là cái ngôi nhà thứ hai sẽ ngày một tăng cao, quý anh chị ạ. Thời gian vừa qua chúng ta thấy là các cái đầu cầu như là ở miền Bắc, đúng không ạ, hoặc ở miền Trung hoặc miền Nam, thì nhiều người khi mà nghe các cái thông tin như là bị cách ly, đúng không ạ, dịch bệnh phức tạp, thì các gia đình cá nhân có điều kiện thì họ xôn xao đi tìm những cái bất động sản ở những khu vực có thể ở một khu vườn rộng, đúng không ạ, hoặc là view sông, view núi, view biển để xây cho mình một cái ngôi nhà. Mặc dù chưa biết được rằng cái tình hình dịch bệnh sắp tới như thế nào, nhưng mà đây cũng là một cái điểm để chúng ta có thể tự tin về những loại hình bất động sản này trong thời gian sắp tới đây, với các cái sức thanh khoản nó có thể nó sẽ tăng cao hơn so với những năm về trước, đúng không ạ? Và với bất động sản công nghiệp thì sao ạ? Với bất động sản công nghiệp ý, thì với cái tài chính từ vài tỷ, thậm chí vài trăm triệu là anh chị chúng ta có thể sở hữu được những cái bất động sản có thể là ngang 5m hoặc là ngang 10m, sâu từ 30-40 cho đến 100m là những loại hình đất thổ cư hoặc là đất xào đấy, đúng không ạ? Hiện nay ở Bình Phước thì với cái tài chính từ vài trăm cho đến 1 tỷ anh chị chúng ta có thể sở hữu được những cái bất động sản này rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nhiều yếu tố khác để làm sao nó đảm bảo cho cái kênh đầu tư của các anh chị, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp như là không tăng giá hoặc là bán mà không ai mua, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa, về yếu tố thanh khoản của loại hình bất động sản công nghiệp thì đây cũng là cái nhu cầu rất là cao trong xã hội, và nó sẽ có những chiều hướng ngày một tăng cao hơn, bởi vì với những cái khu nghiệp nó sẽ tạo ra hàng ngàn, đúng là hàng triệu cái lượng người lao động trong các cái nhà máy sản xuất, và họ có nhu cầu gì ạ? Sử dụng những loại hình bất động sản để an cư lập nghiệp, kinh doanh buôn bán, dịch vụ thương mại. Và đây cũng chính là những cái nhu cầu cực kỳ lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Cho nên chắc chắn cái tính thanh khoản của nó giữa hai loại hình bất động sản này, giữa view hồ và công nghiệp, thì tất nhiên công nghiệp nó sẽ có cái tính thanh khoản cao hơn, nhưng mà cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà cái số lượng người đấy muốn nắm giữ những cái bất động sản công nghiệp sẽ có cái số lượng cao hơn. Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ so sánh ở đây là chính là về gì ạ? Lãi vốn. Thì với bất động sản view hồ, quý anh chị ạ, nó có sự tăng trưởng cao trong cái giai đoạn đầu và nó sẽ ổn định trong những năm tiếp theo. Bởi vì như chúng ta thấy, với những cái khu vực khai thác về du lịch thì ở những cái thời điểm mà chưa có nhiều người tìm kiếm thì nó khá là rẻ, và khi mà cái nhu cầu tìm kiếm nó tăng cao thì chính cái bất động sản đấy sẽ dễ dàng nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân gấp nhiều lần cái số vốn ban đầu, đúng không ạ? Còn với bất động sản công nghiệp cũng vậy, sẽ dễ dàng nhân 2, thậm chí nhân nhiều lần với cái giai đoạn trước khi mà có sóng thông tin, và nó sẽ ổn định khi mà khu công nghiệp được hình thành và phát triển, đúng không ạ? Đấy là cái tính lãi vốn mà chúng ta có thể nhìn thấy ở hai cái loại hình bất động sản giữa view hồ và công nghiệp. Đấy, anh chị có thể đưa ra quyết định từ hai cái yếu tố vừa rồi chúng ta
chia sẻ nhé, là tính thanh khoản và tính lãi vốn. Cái yếu tố số 3 chúng ta sẽ so sánh ở đây là chính là cái tiềm năng tăng giá. Anh chị ạ, đối với cái view hồ ấy, thì về dài hạn thì nó sẽ trường tồn theo thời gian. Nếu như chủ đầu tư người ta có cái hướng khai thác tốt, bởi vì cái nguồn cung thì nó chỉ có hạn thôi, đúng không anh chị? Đấy, với những bất động sản công nghiệp thì nhu cầu cũng nhiều và cái nguồn cung cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng với những cái bất động sản view hồ thì nếu nguồn cung ngày một gia tăng thì mọi người chỉ có thể đến để hưởng thụ chơi thôi, hoặc là sử dụng thôi. Còn sở hữu những cái bất động sản này trong thời gian nhiều năm và họ đứng tên trên cái miếng đất đấy thì không có được nhiều, bởi vì cái nguồn cung nó chỉ có giới hạn thôi, đúng không ạ? Đặc biệt là những bất động sản nào có hướng đẹp, hướng ra sông, ra núi, ra hồ, ra biển thì không dễ dàng gì chúng ta có thể sở hữu được, đúng không ạ? Còn với công nghiệp ấy, với bất động sản công nghiệp thì với cái tiềm năng tăng giá thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự phát triển của khu công nghiệp đấy như thế nào. Ví dụ đối với những khu công nghiệp của các tập đoàn lớn người ta xây dựng thì tất nhiên nó sẽ có cái tiềm năng tăng giá, nhưng mà nó không thể mãi mãi được. Đến một thời điểm nào đó thì giá nó sẽ đi ngang đấy. Và những bất động sản ở những vị trí tốt, có cái lượng công nhân cũng như lượng người đi lại đông thì bất động sản đấy sẽ có thể khai thác dòng tiền rất là hiệu quả, đúng không ạ? Còn những cái khu vực mà ít người đi lại, hoặc là khu công nghiệp đấy của các doanh nghiệp nhỏ người ta xây dựng đạt tỷ lệ lấp đầy thấp thì cái tiềm năng tăng giá nó rất là thấp, quý anh chị ạ. Chúng ta cần phải lưu ý các cái vấn đề này khi mà đầu tư những cái bất động sản công nghiệp. Và sự so sánh số 4 chúng ta sẽ quan tâm ở đây đó chính là về dòng tiền. Về bất động sản dòng tiền ấy, về dòng tiền thì chúng ta sẽ so sánh là với view hồ anh chị ạ, thì nó sẽ là một cái mỏ vàng rất là lớn anh chị ạ. Nếu như chủ đầu tư người ta khai thác một cách triệt để tạo nên một cái không gian cho người đến sử dụng những cái loại hình thương mại dịch vụ đấy, và là một cái tiêu điểm thú vị, và cái này nó có chiều hướng nhu cầu ngày càng cao, quý chị ạ. Bởi vì làm việc để ăn để chơi thì thông thường nó sẽ có cái chi phí cao hơn so với gì ạ? So với ăn để làm, đúng không ạ? Chúng ta đi chơi một cái khu vực nào đó, đôi khi chúng ta sẽ rất là tốn kém hơn cái việc mà chi phí vào những cái ngày mà chúng ta đi làm, đúng không ạ? Sẵn sàng làm một tháng chơi một ngày, nhưng nếu như mà ăn để làm, hoặc là sử dụng các cái dịch vụ, hoặc là sử dụng một cái sản phẩm nào đó để phục vụ cho nhu cầu thị yếu hàng ngày, thì đôi khi đúng không ạ, một cái ngày lương của anh chị chúng ta có khi không đến một nửa, đúng không ạ? Đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn với bất động sản công nghiệp ấy, thì nó phải theo cái khung giá của thị trường. Ví dụ như là các cái phòng trọ, các cái kiosk cho thuê, các cái ngôi nhà cho các công nhân viên họ ở, các cái chuyên gia nước ngoài họ thuê, hoặc là những cái căn nhà phố để cho các chuyên gia nước ngoài, các cái giám đốc đến họ thuê, thì nó chỉ có một cái khung giá thị trường thôi, đúng không ạ? Đấy, cũng như ở cái loại hình bất động sản công nghiệp này, dòng tiền ấy, thì cái chi phí cải tạo và nâng cấp nó sẽ khá là tốn kém và thường xuyên chúng ta phải kiểm tra, đúng không ạ? Ví dụ như là cái nhà trọ bể ống nước, trái dây điện, hoặc là nhà cầu thang có vấn đề, bếp có vấn đề, nhà vệ sinh có vấn đề thì chúng ta phải sửa chữa, nâng cấp để người sử dụng, những người công nhân, những người chuyên gia, những người là giám đốc của các cái công ty trong các nhà máy đấy, họ sử dụng các cái ngôi nhà mà chúng ta thuê ấy, thì họ sẽ có yếu tố này, họ sẽ thích những cái khu vực của chúng ta hơn, họ sẽ thường lui tới thường xuyên hơn ở những cái nền về sau, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta không gì ạ,
không có đầu tư vào cái chi phí sửa chữa thì rất là khó khăn để thu hút những cái người sử dụng họ thuê của chúng ta trong thời gian lâu dài, đúng không ạ? Còn về bất động sản view hồ thì như chị thấy đấy, đầu tư một lần nếu như bài bản và chuyên nghiệp thì đây là một cái mỏ vàng rất là lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong tương lai ngắn hạn, trung hạn cũng như là dài hạn, đúng không ạ? Và bốn cái yếu tố vừa rồi cũng là bốn cái sự so sánh của tôi ở trong cái video ngày hôm nay về hai cái loại hình bất động sản là công nghiệp và vi hồ để tất cả anh chúng ta có thể tham khảo trước khi làm quyết định đầu tư. Cảm ơn tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái video của tôi. Anh chị và các bạn đều thấy các nội dung vừa rồi tôi chia sẻ nó bổ ích, nó giá trị thì hãy giúp tôi chia sẻ cho người khác. Và đừng quên nhấn vào nút like cũng như ấn nút đăng ký kênh để sau khi tôi vừa phát video tất cả anh chúng ta sẽ được nhận thông báo từ YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.